Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình sắc màu du lịch Hưng Yên tại Hà Nội. Toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 134% kế hoạch chính phủ giao. Bi hài đất công điện biến thành đất ở nông thôn tại thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tình trạng rạp cưới lấn đường gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 11, tại khu vực nhà Bát Giác, Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình sắc màu du lịch Hưng Yên nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của đất và người Sư Nhãn. Đây là lần thứ hai chương trình sắc màu du lịch Hưng Yên được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11, với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú hấp dẫn, biểu diễn hát chống quân, hát chèo, hát ca trù, các hoạt động quảng bá du lịch Hưng Yên với không gian trưng bày, giới thiệu những tiềm năng du lịch, tour tuyến du lịch, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp OCOP và trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hưng Yên. Thông qua các hoạt động trong chương trình nhằm giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, những đặc sản ẩm thực nổi tiếng của vùng quê Văn Hiến Hưng Yên tới đông đảo người dân Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế, qua đó góp phần quảng bá, kích cầu du lịch Hưng Yên. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 4.280 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 72% kế hoạch của tỉnh. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được trên 224 tỷ đồng cho 207 công trình, đạt 96%, vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu đạt 55% kế hoạch, vốn ngân sách tập trung 70%. Tất cả các nguồn vốn này sẽ hoàn thành giải ngân 100% vào cuối năm 2020. Từ nguồn vốn đầu tư công đã thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung đầu tư hoàn thành sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Trong đó, đã hoàn thành đầu tư 196 km đường giao thông các cấp, 4 công trình thủy lợi, chỉnh trang hạ tầng các công trình phúc lợi. Theo kế hoạch năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh dự kiến trên 3.000 tỷ đồng sẽ được bố trí thanh toán nợ đọng, thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư công trung hạn, đối ứng các dự án ODA cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021, dự án bổ sung mới hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định. Hiện tại, nhiều làng nghề tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Nhiều cơ sở sản xuất có những thay đổi mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và quảng bá sản phẩm, tranh thủ mọi cơ hội để khôi phục sản xuất, từng bước ổn định công việc cho người lao động. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến Hiệp hội Làng nghề Sản xuất Hương Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên gặp nhiều khó khăn. Hiệp hội có tổng số 96 cơ sở sản xuất, thì trong đó có tới 20 cơ sở phải ngừng hoạt động hoặc chuyển nghề. Để giữ vững làng nghề, tạo việc làm cho người lao động, ngoài cải tiến mẫu mã, hương thơm, các chủ cơ sở còn chú trọng nguồn nguyên liệu đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người sử dụng. Mọi người đều nghĩ là muốn giữ được nghề, thì cái sản phẩm hương của làng nghề truyền thống này phải giữ được cái chất lượng. Một là làm hương thảo mộc, đảm bảo cho sức khỏe con người. Hai là cái chất lượng phải đảm bảo thì mới giữ được cái thị trường. Cách đây một tháng, hầu hết các cơ sở tại làng nghề mộc xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào phải sản xuất cầm chừng, thì nay hầu hết các hộ đã dần ổn định trở lại để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2021. Hiện thay vì chủ yếu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp, thì làng nghề đã cải tiến sản xuất thêm các mặt hàng mới phục vụ trang trí nội thất như giỏ hoa, con giống. Nhờ vậy mà đơn đặt hàng đã bắt đầu tăng dần. Từ giờ đến Tết chúng tôi cũng chú tâm vào những cái hàng đồ chơi Tết, với những cái truyền thống Tết Nguyên đán. Mình gia đình cần sắm những gì theo đơn đặt hàng, những gì chúng ta sẽ sản xuất theo nhu cầu của các khách hàng. Mọi năm thì gần như là các đơn vị, các đầu mối tìm về làng nghề mua rất là nhiều. Nhưng năm nay rất là ít, thì bọn tôi
bằng cái phương thức là quảng cáo trực tiếp là cho đi triển lãm của các tỉnh, các hiệp hội sinh vật cảnh, rồi là các chương trình, các chợ OCOP của các tỉnh. Song song với đó, về bên công nghệ thì chúng tôi kết hợp với cả trên Facebook, Zalo đấy, rồi là WeChat để quảng bá sản phẩm của mình lên cho rất là nhiều nơi biết đến. Hưng Yên hiện có gần 60 làng nghề hoạt động với trên 11.000 cơ sở sản xuất truyền thống lâu đời. Trong đó có nhiều cơ sở chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, do chú trọng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, cân đối giá thành, đặc biệt là đẩy mạnh tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường đã giúp các làng nghề khôi phục và đang ổn định sản xuất trở lại. Sau 2 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát, xã Tân Châu, huyện Khoai Châu đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo thu nhập khá cho các thành viên. Năm 2018, Hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát được thành lập có 10 thành viên tham gia trồng trên 40 mẫu cây giống, chủ yếu là các loại cây ăn quả. Ngoài tăng cường phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng cây giống cho các thành viên, Hợp tác xã còn tích cực mở rộng thị trường, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Trung bình một năm, Hợp tác xã tiêu thụ khoảng trên 200 vạn cây giống ra thị trường khắp cả nước, với giá bán trung bình từ 10.000 đến 300.000 đồng một cây tùy từng loại, cho doanh thu khoảng 10 tỷ đồng một năm. Trừ chi phí, các thành viên thu lãi từ 200 đến 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hợp tác xã còn tạo việc làm thường xuyên từ 25 đến 50 lao động, với mức thu nhập trung bình từ 5 triệu đến 8 triệu đồng một người một tháng. Nhằm tạo thuận lợi cho bà con nông dân trong đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản hàng hóa, cùng với nguồn vốn ngân sách và huy động từ nhân dân, xã Nhân La, huyện Kim Động đã đầu tư gần 10 tỷ đồng nâng cấp làm mới đường giao thông nội đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn mới. Xã Nhân La là một xã thuần nông của huyện Kim Động với gần 200 hectare đất canh tác, người dân chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp. Nếu như trước đây toàn bộ 11 km đường nội đồng đều là đường đất nhỏ hẹp, thì hiện nay 95% các tuyến đường này được thay thế bằng đường bê tông kiên cố. Tính riêng từ năm 2018 đến nay, 3 tuyến đường trục chính có chiều dài hơn 3 km tại thôn Mát và thôn Giang đã được xã đầu tư gần 10 tỷ đồng để nâng cấp đổ bê tông. Các tuyến đường đều đảm bảo kết cấu vững chắc, rộng từ 4 đến 6 mét, dày từ 20 đến 30 cm, độ cao so với mặt ruộng luôn đạt từ 0,5 đến 0,7 mét. Nhờ đó, hạ tầng giao thông nông thôn ở Nhân La đã cơ bản hoàn thiện, tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, qua đường dây nóng nhiều lần, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được ý kiến của người dân ở thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đang rất bức xúc về việc 1.480 m² đất công điền giáp đường bê tông khu nhà trẻ thôn do Ủy ban Nhân dân xã quản lý đã bị phù phép thành đất ở nông thôn của 6 hộ dân. Nhóm phóng viên chúng tôi đã về thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt tìm hiểu vụ việc. Theo bản đồ sổ mục kê năm 2004 và 2005 của Ủy ban Nhân dân xã Tân Việt, thửa đất số 278 có diện tích 1.480 m² là đất công điền. Xã giao cho thôn Lãng Cầu khoán cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích lấy tiền nộp vào ngân sách của xã. Và đến năm 2014, thôn đã cho ông Trần Văn Tuấn là công an viên của xã thuê thầu để trồng cây. Thời điểm này, dự án VLAB được thực hiện ở xã Tân Việt với mục đích nhằm hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai ở địa phương. Tuy nhiên, sau hơn một năm đo đạc, hoàn tất các khâu thủ tục, bản đồ VLAB có giá trị pháp lý được ban hành lại thể hiện thửa đất công điền 1.480 m² của thôn Lãng Cầu đã bị phù phép biến thành đất ở nông thôn chia cho 6 hộ dân. Trong đó có ông Nguyễn Đình Lai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Việt, ông Trần Văn Tuấn, công an viên xã, ông Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Hồng Quân và ông Nguyễn Văn Động. Chi bộ chúng tôi và nhân dân chúng tôi rất là bức xúc. Tự nhiên cái đất cho đồng chí Tuấn là hợp đồng 51 là đất của công, nhưng mà tự nhiên bây giờ lại thành đất ở của xã hội, có tên trong bản đồ số nô số thửa của xã. Tất cả đảng viên đều phản ánh, đồng chí nào ý kiến là coi như không đồng ý, bởi vì là chi bộ coi như có bán đất đâu. Điều đáng nói là bản đồ địa chính VLAB có từ năm 2015, nhưng đến đầu năm nay, tức là đúng sau gần 5 năm khi có ý kiến phản ánh của người dân, thì cả cán bộ thôn, xã và các hộ có tên trong sổ mục kê và bản đồ địa chính do xã quản lý mới biết.
Lúc đó thì chúng tôi là đảng viên chi bộ ở chi bộ đấy, có thế bản đồ treo ở hội trường, thế nhưng mà thật sự ra là anh em tôi không để ý. Trước đây trong cái thời gian làm phó chủ tịch thì tôi lại không được đồng chí chủ tịch phân công phụ trách cái mảng địa chính. Thế rồi cái nội dung nắm về cái các thửa đất đấy thì tôi cũng không nắm được. Sau khi lên nhận chức chủ tịch từ tháng 7 năm 2020 có ý kiến phản ánh của nhân dân và được biết các hộ có tên trong các thửa đất đấy thì tôi lại báo cáo với thường vụ đảng ủy, báo cáo với ban chấp hành. Thì cũng xin ý kiến của ủy ban dân huyện là để xử lý các cái trường hợp đấy. Lãnh đạo xã Tân Việt và thôn Lãng Cầu đều khẳng định khu đất công điền hiện vẫn cho ông Tuấn thầu 151 để sản xuất, nên việc biến thành đất ở là do sai sót trong khi đo đạc bản đồ. Vì thế bức xúc lên nên chi bộ mới họp gấp, bắt đầu mới hỏi ra để rõ ngọn ngành và hỏi cả trưởng thôn cũ xem là cái lô đất này như nào. Trưởng thôn cũ khẳng định là cho đồng chí Tuấn thầu 51, bí thư mới cũng khẳng định là nhận lại bàn giao là 51, mà đồng chí Tuấn, đích thân đồng chí Tuấn cũng thế, cũng nhận 51. Tuy nhiên khi hỏi về các hợp đồng cho ông Tuấn thuê thầu đất, thôn không đưa ra được bất kỳ một hợp đồng năm nào. Tôi tiếp quản cái chức danh bí thư chi bộ cũng như là trưởng thôn năm 2018, tôi cũng có hỏi đến cái hợp đồng cho thuê thầu giữa anh Tuấn với lại cả thôn lúc bấy giờ. Thì là đồng chí trưởng thôn cũ cũng như là đồng chí Tuấn là báo cáo là trong cái quá trình lâu năm thì là cũng không còn cái hợp đồng đấy và giấy tờ cũng đã mất mát rồi. Từ 2018 thì là chúng tôi chưa làm bất cứ một cái hợp đồng nào cho thuê thầu đất dôi dư của thôn ra cả. Thế còn về giấy tờ thì tôi không có một cái giấy tờ nào hết. Vụ việc vỡ lở, lãnh đạo xã Tân Việt mới làm việc với ban chi ủy thôn Lãng Cầu và lập biên bản xác định. Trong 6 thửa đất thì có 2 thửa đất số 329 mang tên ông Động và thửa đất số 330 mang tên ông Quân là thôn đã bán cho các hộ để lấy kinh phí xây dựng công trình nông thôn và không nhớ cụ thể là năm 2007 hay 2008. Ủy ban nhân dân xã cũng đã mời 4 hộ còn lại cam kết là không có thửa đất nào gần khu vực nhà trẻ thôn Lãng Cầu. Tầm tháng 7 năm 2020, chúng tôi đã viết cái cam kết và báo cáo đảng ủy là xác định là cái diện tích đấy là đất không phải đất của cá nhân chúng tôi. Những gia đình đó thì người ta bảo làm nhầm, như theo tôi thì là sao không nhầm vào người dân mà lại nhầm toàn là vào cán bộ của xã. Ông Nai là ông bây giờ là thường vụ mà là phó chủ tịch hội đồng, có tên ở trong này với này, Tân là 2 này, rồi Hợi là 3 này, 3 anh em ruột là chối cãi bảo chúng tôi không mua bán gì cả. Đấy là xã mới nị huyện làm nhầm. Tự nhiên bây giờ cả địa chính huyện này, cả ủy ban này chứng nhận cho, tức là 6 hộ này nó có sổ đỏ. Đây là một sự việc nghiêm trọng. Đối với ủy ban nhân xã thì chúng tôi cũng sẽ kiểm điểm lại cái việc quản lý đất đai, để làm sao trong cái thời gian tới cái việc quản lý đất đai của xã làm tốt hơn để tránh những cái trường hợp lấn chiếm. Hiện vụ việc vẫn chưa được xã Tân Việt giải quyết dứt điểm. Thì vừa qua, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Động, người đứng tên một trong 6 thửa đất, đã kịp hoàn thành xây dựng công trình nhà cấp 4 lên trên toàn bộ thửa đất để sử dụng. Câu chuyện đất công điền biến thành đất ở nông thôn ở thôn Lãng Cầu thể hiện sự buông lỏng, quá dễ dãi, yếu kém trong quản lý đất đai của địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ gần 55.000 khách hàng vay với tổng số tiền gần 820 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những chương trình tín dụng có dư nợ lớn nhất của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, huyện Khoái Châu cho vay được nhiều nhất với 8.800 hộ dân, tổng số tiền gần 128 tỷ đồng. Huyện Yên Mỹ cho hơn 7.000 hộ vay vốn, tổng số tiền 102 tỷ đồng. Huyện Ân Thi cho gần 5.800 hộ vay với số tiền 86 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn là hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn chưa có công trình nước sạch, công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn và chưa đảm bảo vệ sinh. Khi vay vốn, người dân không phải thế chấp tài sản nhưng phải là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn. Mức vay tối đa 10 triệu đồng một công trình và mỗi hộ được vay 20 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 9% năm. Nhờ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Trong đó, tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch từ nguồn tập trung là 76,2%.
Thời điểm cuối năm là dịp được nhiều gia đình, bạn trẻ lựa chọn để tổ chức hôn lễ. Mỗi khi mùa cưới đến, tình trạng biến vỉa hè lòng lề đường thành sân nhà để dựng rạp lại trở nên phổ biến, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một vụ tai nạn giao thông do xe tải đâm vào rạp cưới tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ năm 2019. Còn đây là hình ảnh chúng tôi mới ghi được dọc theo các tuyến đường tỉnh 386 và đường 376 thuộc địa phận các huyện Phù Cừ và Ân Thi. Gần hết một làn đường đã bị người dân chiếm dụng để bắt rạp cưới như thế này. Mùa cưới năm nay là tôi đã đi gặp 3-4 trường hợp rồi. Khi tôi đi qua những đám mà lấn vào đường giao thông thế thì tôi thấy là rất nguy hiểm và tròn người. Bởi vì là đường mình đang đi thì là bên kia đi nữa mà lại đông người, nó còn chớn lên nó mắt nó các cái dạp cái kia vân vân thì rồi thì xe nó cao vào. Về cái sống mới thì cũng chưa thực hiện được, cũng nhà nọ thì nhà kia làm được thì nhà kia cũng lại làm. Thậm chí cả những khúc cua của đường rất nguy hiểm cũng bị người dân chọn làm điểm bắt rạp cưới. Tình trạng này xảy ra rất phổ biến trong những năm gần đây, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với những hậu quả không thể lường hết. Nhiều cái rạp nó to đùng đi chiếm ra cái lửa đường ấy, đi rất là khó. Mình lại phải lấn sang làng xe khác đi, xong là người dân đi ra đi vào. Nhiều khi giật mình thân thoát, đi vẫn đi chỗ đấy phải đi chậm, không đi nhanh được như mọi khi. 9-10 giờ đêm, có khi vẫn quần nhảy múa hát, các cháu là ảnh hưởng đến học tập. Là một cái, thứ hai nữa là 9-10 giờ đêm mà chưa ngủ được thì mai còn dậy làm sao được. Chúng tôi là có tuổi cao rồi. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên trong tuần vừa qua cũng có gần chục đám cưới bắc rạp lấn đường trên các tuyến đường Tô Hiệu, Điện Biên, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Hoan và Nguyễn Lương Bằng. Trên đường Nguyễn Trãi có hai rạp cưới gần nhau, cả một đoạn dài của con đường bị chiếm quá nửa, khiến người tham gia giao thông qua đây rất khó khăn. Còn trên đường Nguyễn Công Hoan, rạp cưới được bắc để phục vụ cho hai đám cưới diễn ra nối tiếp nhau, cỗ bàn, loa đài suốt 3-4 ngày liên tiếp. Được biết, khi các gia đình này lên phường đăng ký kết hôn, đều đã được nhắc nhở về việc không bắc rạp lấn đường, nhưng câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở sự tuyên truyền. Ở đây nghe cứ như là nhảy lên, cứ ở mầm mầm, khó chịu, nhưng mà làm nào. Ngày vui của các cháu thì tất nhiên là có ca nhạc, nhưng ở mức độ vừa phải thôi, chứ cũng không nên rầm rình quá. Xưa nay vẫn chưa xử lý cái trường hợp nào, cơ bản là vẫn là cái tuyên truyền vận động bằng mọi hình thức, thậm chí là ký cam kết. Nhưng mà đến lúc bắc rạp thì các hộ vẫn cứ có cái hiện tượng vi phạm. Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đã quy định cá nhân có hành vi dựng rạp cưới giữa lòng đường sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sự lỏng lẻo, lúng túng trong quản lý trật tự giao thông và sự né tránh trách nhiệm của chính quyền các địa phương đã dẫn đến tình trạng lạm dụng vỉa hè lòng đường trước nhà để dựng rạp cưới hỏi ngày càng diễn ra phổ biến. Những vụ tai nạn giao thông do xe tải đâm vào rạp cưới tại xã Minh Châu như thế này sẽ vẫn xảy ra nếu như chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không kiên quyết. Còn các gia đình tổ chức đám hiếu và đám hỷ thì vẫn cố tình bắc rạp ra đường như thế này. Thưa quý vị và các bạn, say mê giảng dạy và yêu thương học trò hết mực, thầy giáo Nguyễn Văn Phu, tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên trường Trung học phổ thông Minh Châu, luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy và học, lặng lẽ vun trồng cho ước mơ của những mầm xanh tương lai. Vui tươi, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười, những điều này thường xuyên xuất hiện trong giờ học của thầy giáo Nguyễn Văn Phu. Những bài toán với nhiều con số tưởng chừng khô khan đã trở nên hứng thú và hấp dẫn bởi cách diễn đạt dễ hiểu, nhẹ nhàng của thầy. Tiết khô khan, chẳng hạn như những tiết luyện tập thì chúng tôi sẽ thay đổi cái hình thức dạy học bằng cách là tổ chức cho học sinh chơi những cái trò chơi, qua đó là gây được sự hứng thú cho các em. Trong không khí vừa học vừa chơi thoải mái, thầy Phu luôn trao đổi hướng dẫn cho các em một số thủ thuật toán học giúp các em tiếp thu bài nhanh hơn. Đối với học sinh có học lực yếu, thầy luôn gần gũi động viên các em theo gương những bạn học khá trong lớp. Thầy trò bọn em giống như những người bạn ấy ạ. Ngoại trừ những trên lớp bọn em có thắc mắc gì thì đều có thể hỏi thầy, thầy cũng đều tận tình giải đáp. Còn nếu như ở nhà mà bọn em có thắc mắc gì trong lúc làm bài thì cũng hoàn toàn có thể nhắn tin hỏi thầy, và kể cả là thời gian lúc đấy là có tối muộn thì thầy cũng sẽ cố gắng để giải đáp cho bọn em ạ. Thầy Phu là một giáo viên môn toán có rất nhiều năng lực chuyên môn, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, được đồng nghiệp và học sinh yêu quý. Thầy cũng là người có rất nhiều những cái thành tích trong cái tiết sáng kiến kinh nghiệm
và thầy cũng là người giáo viên mà có nhiều các cái đổi mới trong cái đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy cũng có rất nhiều các cái học sinh giỏi và là những người mà có thể nói là rất là đam mê, nhiệt tình trong chuyên môn, thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp và cũng có rất nhiều các thành tích trong công tác. Say mê giảng dạy và yêu thương học trò hết mực, thầy Phu không chỉ lặng lẽ vun trồng cho ước mơ của những mầm xanh tương lai mà còn lan tỏa rộng rãi tinh thần đổi mới sáng tạo trong tập thể giáo viên. Từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đưa trường Trung học phổ thông Minh Châu từ một ngôi trường non trẻ ngày càng trưởng thành, phát triển. Năm nào thầy Phu cùng các đồng nghiệp cũng đưa ra các sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy và học. Các thế hệ học sinh của nhà trường có nhiều em đạt kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nổi bật, đứng top đầu toàn tỉnh như em Đỗ Mạnh Quân, thủ khoa khối A của huyện Yên Mỹ năm 2019, nhiều năm là học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Chu Thị Hồng trúng tuyển lớp tài năng Đại học Y.